Vietnam today bids its last farewell to the late General Secretary of the Communist Party of Vietnam, Nguyen Phu Trong. He died last Friday at the age of 80 from illness. Thousands of people lined the street as the casket was carried to his lasting rest at a cemetery on the outskirts of Hanoi. CNA's Thung Ngo has more. The General Secretary of Vietnam's Communist Party, Nguyen Phu Trong, on his final journey. Mourned by tens of thousands of people who waited to pay their respects and bid him farewell. His body today was carried through the streets of Hanoi, a city that has undergone rapid economic transformations under his leadership. General Secretary Nguyen Phu Trong was the most powerful leader in Vietnam. He died while serving a rare third term as Vietnam's party chief, leaving behind a country of 100 million with a rising international profile. During the 2 days of national mourning, foreign dignitaries came to pay their final respects in person in Hanoi. Với tầm nhìn chiến lược về tình hình quốc tế trong thế giới đương đại, với những nỗ lực không ngừng góp phần duy trì, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới, đồng chí đã mở ra chương trình mới trong quan hệ giữa nước ta với các đối tác quốc tế, thúc đẩy tình hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia, tăng cường sự đóng góp của Việt Nam bằng nhiều cam kết, hành động thiết thực, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đưa đất nước ta tiến lên mạnh mẽ. During the state funeral, tens of thousands of people had waited in line for hours to pay respect to the late General Secretary. Tâm nguyện của em là em chỉ muốn là vào trong kia thắp được một nén hương để tiễn biệt bác. Ấn tượng nhất của em là bác là một người sống hết lòng vì dân, vì nước mà bác rất là thân thiện. Cái điều đấy là một điều rất là đáng quý mà không phải một vị lãnh đạo nào cũng có thể làm được. A deep sense of shared grief among the public as Vietnam put its late leader to rest. The death of General Secretary Nguyen Phu Trong, to many, marks the end of an era in which the top leader remained a believer in Marxism-Leninism. As Mr. Trong was laid to rest, many in Vietnam will remember him for his dedication to rooting out corruption and bringing reforms to the country. Thung Ngo, CNA, Hanoi.